Real Madrid chỉ thực sự đá bóng vào 3 giờ sáng. Đó là thứ kinh nghiệm vốn đã được chứng thực rất nhiều lần của những người hay thức khuya theo dõi đội bóng hoàng gia thi đấu. Trên con đường đi đến vinh quang của mình, nếu bạn đối đầu với Real Madrid của 3 giờ sáng, đó có thể là một trong những cửa ải khó nhất của một đội bóng. Đó thậm chí là dòng sông mà Man City đã tắm rồi, in trong đầu họ những trải nghiệm khó quên. Nhưng cũng vì thế họ không muốn phải thả mình trong những dòng chảy cũ nữa. Họ không muốn dẫn trước chiến thắng rồi mất nó trong gang tấc. Họ không muốn lại thất bại trước Real Madrid. Họ không muốn mình là ví dụ của định nghĩa về một polymer nữa. Không phải là năm nay. Người ta luôn có thể hình dung Man City sẽ chơi như thế nào tại sân nhà của họ. Ở đây họ gần như luôn đón tiếp những vị khách của mình bằng sự ích kỷ, giữ trái bóng và áp đảo đối phương ở mọi lúc. Real Madrid bước vào Etihad và họ bị ngợp. Tất nhiên, ngay kể cả thế, không ai thực sự có thể tin vào những gì sẽ diễn ra ở phía sau. Đây là một ngày mà Carlo Ancelotti không sử dụng Rudiger nữa. Huấn luyện viên người Ý có lẽ có một phương án khác cho Erling Haaland. Nhưng có vẻ nếu bạn không làm như những gì Rudiger đã làm, thì Haaland khó mà ở yên một chỗ để ngoan ngoãn. Thibaut Courtois đã quá hay để cản phá và Alaba đã cứu nguy khi bóng bay qua vạch vôi. Mọi thứ cũng từ cái đầu của Haaland lúc ấy, Etihad tưởng chừng đã được bùng nổ sớm hơn. Thủ thành người Bỉ đã trở thành nhân vật chính ngay từ những phút đầu tiên trong cái thế trận chịu đựng này. Đó là những gì tốt nhất mà anh có thể làm trước khi đồng đội của mình có thể tìm lại nhịp độ của họ. Chúng ta thường đặt Real Madrid ở bên rìa của nhiều ranh giới của bóng đá, rằng họ khác biệt với hầu hết những đội bóng khác. Điều ấy chẳng thể bàn cãi, nhưng có những thứ đơn giản hơn mà người ta cũng nên bắt đầu tin vào nó, là không câu lạc bộ nào thực sự thở được ở những phút bắt đầu ngay tại Etihad. Cách Man City dồn ép, pressing và cướp những trái bóng, thả nó vào bên trong vòng cấm để tạo ra những cơ hội liên tiếp, cũng là thứ làm đi làm lại suốt ở những năm qua và càng ở mức độ gay gắt hơn trong mùa giải này. Đó gọi là một môn khoa học thú vị của bóng đá, khoa học về không gian, để rồi những khoảng trống là thứ sẽ giúp kết liễu đối thủ của họ. Nhưng cái cách mà những cầu thủ phòng ngự của Real Madrid để hở Bernardo Silva vậy, họ gần như cho chàng trai nhỏ bé người Bồ Đào Nha khoảng trời mênh mông và Courtois cũng đành bó tay mà thôi. Nhưng khi xem lại đường truyền ấy, chúng ta cũng thực sự phải trầm trồ một lần nữa. Vì để bóng đi đến khoảng không gian bất tận ấy, đường thẳng gần như đã bị chặn lại chỉ sau chưa đến một giây. Khe hẹp đó là một sự quan sát không tưởng, kèm theo sự chính xác đến tuyệt đối. Nó đã có thể chạm chân một trong hai cầu thủ Real Madrid và sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng với rủi ro đó, nó cũng làm Etihad thực sự bùng nổ. Không biết có phải đó là sự ưu ái của cảm giác nhất thời hay không, nhưng liệu các bạn có cảm thấy màn ăn mừng này và những màn ăn mừng sau đó của Man City là những khoảnh khắc mà họ đốt cảm xúc của mình nhiều nhất hay không? Từ người ghi bàn cho đến huấn luyện viên của họ và tất nhiên là cả một sân vận động. Họ đã có rất nhiều điều được tạo nên ở Etihad năm nay. Họ vỡ òa khi hành hạ Bayern, họ cũng la hét khi dạy cho Arsenal một bài học. Nhưng ở khoảnh khắc phá vỡ hàng phòng ngự Real Madrid, chúng ta như được thấy một level khác của cảm xúc, của sự thăng hoa, của sự hạnh phúc hơn cả những sự hạnh phúc trước đó. Man City đã khiến Real Madrid trở nên lo lắng từ bàn thua đầu tiên. Vinicius Junior được bắt gặp đang cùng Ancelotti tranh cãi về một điều gì đó. Liệu đã có sai số nào được phát hiện hay ai đã làm không đúng những nhiệm vụ được giao? Đây chắc chắn không phải là thứ Real muốn đón nhận. Nhưng tất nhiên là họ luôn là người sửa chữa những thứ sai lầm của mình. Trong mọi trận đấu, họ luôn quay trở lại. Và cũng chưa đến 3 giờ. Tuy nhiên đôi khi con người ta sẽ mong chiếc đồng hồ của mình quay nhanh hơn một chút. Bởi Man City lại có bàn thắng thứ hai. Cái chân của Militao đã giúp Bernardo Silva có bóng trong tư thế một lần nữa chẳng bị ai kèm. Nếu chỉ vì sự nhỏ con mà bạn bỏ rơi anh ta, vì đôi chân ấy còn nhanh hơn cả bạn Lan trong những bài toán đạp xe đến trường. Đó là khoảnh khắc Real Madrid nhận ra họ hoàn toàn có thể thua đậm ngay trong hiệp 1. Họ tiếc nuối vì đã có một cơ hội để gỡ hòa 2 phút trước đó bởi cú sút của Toni Kroos. Nhưng ngoài khoảnh khắc ấy ra, toàn bộ 45 phút đầu tiên là sự chịu đựng của mọi thứ khi Man City hoàn toàn thống trị. Chỉ Courtois mới cứu họ thoát ra khỏi khủng hoảng quá sớm mà thôi. Phía bên trên, Vinicius lại được mong chờ để tỏa sáng. Trận trước là một cú rainbow flick vượt qua Kyle Walker. Hậu vệ người Anh được nhắc lại nó trong buổi phỏng vấn. Anh chỉ cười và bảo rằng hy vọng Vinny sẽ không làm điều gì đó tương tự với mình nữa. Nhưng hóa ra, mời khách đến nhà là một hình thức xã giao vì Walker không cho Vinny làm nó nữa mới phải. Chạy như một cái máy bên cạnh một cái máy khác, những pha bứt tốc của Vinicius vẫn thế. Nhưng có người đã ngăn cản bóng đến chân anh ở mọi lúc. Chúng ta ngờ ngợ lượt đi rằng Walker có phải là đối cứng của Vinicius hay không. Nhưng ở lượt về, điều đó đã được khẳng định rồi. Khi 3 giờ đến, người ta hy vọng sẽ thấy một trận đấu hấp dẫn như dự tính. Mà cú đá phạt của Alaba là điểm mở cho nó, đã buộc Ederson phải tập trung bay người cản phá.
khi chứng kiến khoảnh khắc đó, vài người sẽ ồ lên rằng, đấy, đã nói rồi mà, giờ thì trận đấu này sẽ còn nhiều thứ đáng xem hơn. Nhưng không, không phải 3 giờ của hôm nay, có thể 3 giờ của hôm nào đó chứ không phải là của hôm nay. Cảm giác hồi hộp vẫn xuất hiện trong những người ủng hộ Man City. Họ không dám phấn khích 100% với những gì đang diễn ra vì hiểu rằng hai bàn sẽ hóa thành mong manh với chỉ một bàn được gỡ. Nhưng Real Madrid không thực sự trông đáng sợ hơn ở hiệp 2. Tuyến giữa của họ mắc kẹt, còn những người ở trên thì tất nhiên chẳng có mấy cơ hội để làm điều gì đó đặc biệt. Điều đó buộc Ancelotti đã thay đồng thời cả Luka Modric và Toni Kroos ra sân. Suốt 3 năm qua, vai trò của cả hai trong những chiến thắng của Real tại đấu trường này như thể một bức tường thành vĩ đại. Kể cả không phải ở những ngày họ hay nhất, thì đấy vẫn là một phần linh hồn nuôi sống thể xác của nhà vua. Vì vậy, sự thay thế đó là một bước chuyển, rằng Ancelotti hy vọng vào những điều mới mẻ hơn ở trên sân. Hy vọng rằng nhân tố trẻ hơn sẽ cứu họ khi rơi vào sự bế tắc như thế này. Nhưng những ai theo dõi cũng biết mọi thứ còn trở nên rối tung hơn cả thời điểm họ chưa bị thay ra. Và rồi đau nhất là nhận thêm một bàn thua nữa để gần như khép lại mọi tia hy vọng. Real Madrid vốn đã tuyệt vọng rồi, nhưng giờ họ mới ở dưới đáy khi hóa ra Militao là người phản lưới. Chỉ vài phút trước, Courtois xuất sắc cứu thua cho họ trong một pha 1-1 với Erling Haaland. Nhưng tình huống này thì anh hoàn toàn bó tay chịu trói, khó như thế có rời mà đỡ thôi. Đó là lúc bạn chứng kiến những hình ảnh này, những dòng người khoác vai nhau trên những khán đài của Etihad, nhảy cùng nhau, chung một tần số và hát chung một bài hát. Một năm trước họ cũng từng rất vui sướng như thế ở đây, nhưng ở lần này họ mới thực sự có thể bất chấp vì biết rằng mình sẽ thắng kẻ đã gây ra vết thương đó. Những cánh tay nối nhau như thế chỉ còn chờ chứ vô địch tới nơi. Ác mộng Etihad của Real Madrid kết thúc với một trận thua 4 bàn không gỡ. Đây còn chẳng phải là câu chuyện tắm trên dòng sông cũ khi chẳng có hy vọng nào được thắp nổi trong 90 phút thi đấu. Nó chỉ có Man City phô trương sức mạnh của mình, phô trương về cỗ máy họ đang vận hành và đồng thời loại bỏ những thứ kịch bản điên rồ được vẽ ra để trêu chọc họ xuất hiện đầy rẫy khắp mọi nơi. Real Madrid đi đến đây và dù họ vẫn là một vị vua nhưng đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi lệ làng. Thứ quy tắc mà chỉ Brentford trong một lần đầy bất ngờ đã làm được mùa giải này và từ đó chẳng còn đội bóng nào làm được nữa. Đó là điểm kết của họ trong mùa giải, dừng lại trước một Man City còn hoàn thiện hơn. Real Madrid sau 3 giờ của hôm nay cũng chẳng khác họ trước đó. Benzema vẫn mất hút, Vinicius Junior không tạo ra bất kỳ cơ hội nào, vì thế mà họ thất bại. Trước đây mỗi khi Real bắt đầu câu chuyện kỳ diệu của họ, luôn có ai đó trở thành kẻ tiên phong. Nhưng giờ tất cả đều bị nhốt và chẳng ai có thể dẫn dắt Real tới điều tương tự nữa. Ancelotti và các học trò, họ đã thất bại ở mọi khía cạnh của trận cầu này. Đó cũng là điểm kết của Man City, tất nhiên không phải là kết của hành trình của kẻ ăn ba vĩ đại, mà là kết thúc của sự yếu ớt về bản lĩnh tại Champions League. Họ cứ thua mãi ở những thời điểm chẳng ai nghĩ sẽ thua và chẳng hiểu vì sao, nhưng điều đó cuối cùng cũng dừng lại với một chiến thắng 4 sao trước câu lạc bộ Real Madrid. Nếu như thế không phải là khoa trương, còn điều gì có thể khoa trương hơn trong thế giới bóng đá này nữa? Tất nhiên, họ cần phải thắng chiếc cúp này cho chính họ, vì nếu không tất cả sự khoa trương này sẽ hoàn toàn là một tội ác. That's it.